Chiều nay, nhà đương kim vô địch của bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ là câu lạc bộ Viettel đã lên đường sang Thái Lan để tham dự giải đấu danh giá AFC Champions League. Cả đội đã có hơn một tháng chuẩn bị về chuyên môn cũng như đã tiêm phòng 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 để đảm bảo phòng dịch. Do không có chuyến bay thẳng nên câu lạc bộ Viettel sẽ bay sang Singapore và ở lại sân bay Changi đêm nay trước khi nối chuyến bay đi Bangkok vào sáng mai. Năm tuyển thủ quốc gia là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Thanh Bình đã có mặt tại Thái Lan từ ngày 17 tháng 6 và sẽ tập trung cùng cả đội. Ở vòng bảng năm nay, đương kim vô địch Việt Nam sẽ thi đấu với Ulsan Hyundai của Hàn Quốc và Home United của Thái Lan và một đội bóng vượt qua vòng playoff. Câu lạc bộ Viettel sẽ có 4 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận đầu tiên gặp đương kim vô địch của giải Ulsan Hyundai. Câu lạc bộ Viettel sẽ thi đấu tổng cộng 6 trận với 3 đối thủ này và về nước vào ngày 12 tháng 7 để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia LS.